tác phẩm Một cuộc đời, một dần nhật nguyệt. Tác giả Minh Đức, Triệu Tâm Ảnh. Tập 1. Kinh Vô Ngã Tướng, Anatta Lakkhana Sutta. Lộc uyển vườn nai, địa thế xinh tươi, mát mẻ, trong lành như một ốc đảo thanh bình. Có những tàn me cổ thụ, có những gốc cây sa la sừng sững, có những cội cây asatha uy nghi đường bệ, có những hàng xoài rậm rạp. Chúng vừa tỏa bóng mát, vừa thanh lọc môi trường, nên lúc nào cũng cảm giác không khí trong trẻo, không một hạt bụi. Miền tụ lạc thạnh mậu này, Isipatana, chư tiên đọa xứ, cách thành phố Varanasi chỉ non một do tuần, bây giờ là 11 km, là nơi cư dân đông đúc, sinh hoạt bán mua và cả sinh hoạt tôn giáo rất là sầm uất và rộn rịp. Cứ mỗi buổi sáng, vệ sinh, thiền định, kinh hành xong, đợi mặt trời vừa rạng ở chân trời, là những vị tỳ khưu thay phiên nhau đi trì bình khất thực. Riêng Đức Phật thì họ cúc cung tận tụy cúng dường. Do đã hiểu con đường trung đạo, trì túc thiểu dục là chính, họ không còn ăn vật thực cỡ bằng nắm tay nữa. Phải đủ chất để nuôi dưỡng cái thân mà tu tập. Bước chân thong dong nhàn nhã đã đưa họ đến những thôn làng trù phú, đôi khi đi vào thành phố. Vật thực luôn đầy đủ, đủ cả lượng, đủ cả chất. Tuy nhiên, theo ý của vị trưởng lão tỳ khưu Kondana thì tránh đi vào thành phố, vì đấy là thành phố của Bà La Môn giáo. Tín đồ của Bà La Môn giáo ở đây khá cực đoan. Nếu họ thấy một loại tu sĩ áo vàng, tóc râu sạch sẽ khác tu sĩ của họ, thì họ thường tỏ thái độ khinh ghét, miệt thị, nói lời bất nhã, đôi khi lại trở ngại cho việc khất thực. Chẳng phải sợ hãi gì, nhưng tránh sự va chạm hoặc hiểu lầm không cần thiết khi đang ở giai đoạn chiêm nghiệm giáo pháp bất tử còn mới mẻ đối với họ quá. Niềm tin thì ai cũng đã vững vàng, nhưng khi chưa trang bị đủ kiến văn thì lúc ăn nói, giao tiếp, xúc đối khó tránh khỏi những phát ngôn bất cập, thiển cận, có hại cho uy tín của Đức Tôn Sư. Qua chỉ hơn 10 ngày sau khi ăn uống, sinh hoạt trung đạo trở lại, họ đều có da có thịt, trông đã khá hơn những năm tháng khổ hạnh. Nhờ tiết độ, nhờ hỷ lạc, vị nào trông cũng có khí sắc, với những cặp mắt đều long lanh sáng. Khi dừng chân nghỉ ngơi, tránh mưa hoặc tránh bụi bùn, do cả đoàn xe ngựa, xe bò, thồ hàng tấp nập trên đường, họ thảo luận với nhau. Mahanama nói, Đức Phật khi còn là thái tử, nổi tiếng về sở học, ba tập vệ đà và 18 môn học nghệ, chẳng có gì là không uyên bác, y dược cũng vậy. Ngài trình bày tứ diệu đế như cách nói của một vị lương y. Bệnh này, nguyên nhân của bệnh này, muốn cho lành, muốn chấm dứt bệnh này thì phải uống thuốc như thế này. Và bà phụ họa, đúng thế, có nhiều cách lập luận rút ra từ đó cũng hay lắm. Này nha, đói nè, nguyên nhân của đói là do mất mùa nè. Muốn sung túc đầy đủ, khỏi đói là phải biết cần mẫn, chăm lo nông vụ và mưa nắng thuận hoa nè. Bandiya tỏ ra biết triển khai vấn đề. Tuyệt, nhưng cũng còn rất nhiều cách nói khác nữa. Ngu si này, nguyên nhân của ngu si là do không nghe, không học hỏi. Muốn sáng suốt thông tuệ thì phải biết học hỏi, thực hành giáo pháp. Ngoài ra, đôi lúc họ thảo luận đến những điểm trong bài kinh chuyển pháp luân, nhưng chỗ khó lãnh hội ở diệt đế và đạo đế. Chiều tối đến, nếu Kondana không trả lời được thì họ hỏi Đức Phật. Và lúc nào Ngài cũng sẵn sàng. Đức Phật đã chuẩn bị sẵn sàng để giảng một thời pháp quan trọng nữa. Thời pháp này hoàn toàn ngược lại truyền thống tôn giáo cũ, và từ xưa đến nay chưa hề có một ý tưởng, một luận điểm nào như thế được nêu lên. Dường như sau khi chứng ngộ dưới cội Bồ Đề, từ trung tâm điểm của tuệ giác, giáo pháp cứ từ đó mà tỏa ra, không nói theo ai, không lặp lại những kiến thức cũ mòn,
Đức Phật biết rõ như vậy. Hôm kia, một buổi chiều tạnh ráo, đúng vào ngày 30 tháng Asatha, biết là cả năm vị tỳ khưu đã chuẩn bị sẵn sàng tâm và trí, Đức Phật gọi họ đến quây quần dưới cội cây Asatha to lớn nhất trong khu vườn, rồi bắt đầu buổi thuyết pháp. Này chư vị tỳ khưu, đây là thời pháp vô cùng quan trọng, được Như Lai gọi là vô ngã tướng. Mấy hôm trước, Như Lai có nói khái quát về tứ niệm xứ, tức là niệm thân, thọ, tâm, pháp. Nay, Như Lai muốn triển khai đề tài ấy theo một chiều hướng khác. Nói cách khác, cũng xoay quanh những chi tiết như thực liên hệ đến thân và tâm này. Với những người có trí, nghe xong tức thấu hiểu, nghe xong tất có thể giải thoát. Mọi triền, mọi phược, mọi bọc, mọi lưu, mọi cấu, mọi uế, chư vị hãy cố gắng lắng nghe. Dạ, tư vân bạch Đức Tôn Sư. Cái tạo nên thân tâm chúng ta, nếu nhìn ngắm, minh sát cho kỹ, thì thân ấy là sắc thân hay là sắc. Còn cái gọi là tâm hay danh thì gồm có cảm giác hay là thọ, tri giác hay là tưởng, tâm hành hay là hành và nhận thức. Đầu tiên, hãy quan sát cái sắc, tức là cái thân có da có thịt này. Có khi nào chư vị đặt vấn đề nó chính là ta, tức là ngã, hay không phải ta, tức là vô ngã? Kundana đáp: Theo thói quen thì thân này, cái sắc này là tôi, là của tôi. Trong ấy nó có một cái ngã, bạch Đức Thế Tôn. Thói quen ấy có đúng không, này Kundana? Nếu sắc này là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi, thì tôi hoàn toàn có quyền làm chủ nó, sở hữu nó. Đúng vậy, thưa Đức Tôn Sư. Có phải như một vị vua sở hữu quốc độ, sở hữu thần dân và có quyền bắt mọi người từ quan lại đến thứ dân phải làm như thế này, phải làm như thế kia? Nếu không làm thì vua sẽ răn đe, trừng phạt theo nặng nhẹ tội chứng. Bạch, đúng vậy là quan niệm của phần đông. Này Kundana, nếu sắc thân này là của ta, là của ta như ông vua sở hữu thần dân và quốc độ, thì giả dụ như khi cái thân này ốm bệnh đau nhức, và vì ta có quyền nên ta có thể bảo cái thân này đừng ốm bệnh, đừng đau nhức, có được không hả Kundana? Kundana im lặng, lúng túng, không trả lời được. Khi cái thân này suy yếu, già lão, vì nó là ta, là của ta, nên ta có quyền bảo cái thân này, mày đừng suy yếu, đừng già lão, được không hả Kundana? Chẳng có quyền, chẳng chỉ bảo gì được, bạch Đức Thế Tôn. Vì ta là chủ, nên ta có quyền bảo rằng sắc thân của ta phải như thế này, sắc thân của ta đừng như thế kia. Chịu, bạch Đức Tôn Sư. Im lặng giây lát, Đức Phật nói: Vậy thì ta không có quyền gì cả đối với sắc thân này, nó già, nó yếu, nó bệnh gì, ta cũng chịu thôi. Thưa đúng, ta chịu thôi. Vậy thì tại sao mọi người thường lập ngôn sắc này là ta, là của ta, là tự ngã của ta? Lập ngôn ấy không đúng với sự thật rồi. Vậy phải nói đúng với sự thật, với như thật là sắc không phải ta, chẳng phải của ta, chẳng phải tự ngã của ta. Thưa, đúng như vậy. Đức Phật chợt cao giọng: Này chư tỳ khưu, không những chỉ có sắc này, mà bất cứ sắc nào trong quá khứ, hiện tại, vị lai, sắc bên trong hay bên ngoài, sắc thô tháo hay vi tế, sắc hạ liệt hay cao sang, sắc gần hay sắc xa, tất cả sắc ấy đều không phải ta, là của ta, là tự ngã của ta. Điều này quả là mới mẻ đối với cả năm vị tỳ khưu, nên họ chỉ cúi đầu lắng nghe rất chăm chú và nghiêm túc. Đức Phật giảng tiếp: Các cảm giác cảm thọ cũng tương tự thế. Này chư tỳ khưu, khi ta khó chịu, tê ngứa hoặc đau nhức, tức là khổ, ta cũng không làm chủ được, ta cũng không thể nào bảo nó đừng ngứa, đừng tê, đừng đau nhức.
Khi có những cảm thọ dễ chịu, hân hoan, thích thú hay là lạc, ta cũng không thể bảo mày cứ ở lại đây, đừng có ra đi, đừng có diệt mất. Vì thật ra nó ở hay đi là tùy theo nó, ta chẳng có quyền gì cả. Chúng đệ tử hiểu rồi, vì các cảm thọ cũng không phải là ta, là của ta, là tự ngã của ta. Cho chí cảm thọ quá khứ, hiện tại, vị lai, cảm thọ thô tháo hay vi tế, cảm thọ bên trong hay bên ngoài, gần hay xa, hạ liệt hay cao sang, tất cả chúng đều không là ta, là của ta, là tự ngã của ta. Kondana chợt nói, bạch Đức Thế Tôn, chúng đệ tử hiểu rồi, nếu sắc thọ là vậy thì tưởng hay tri giác, hành hay tâm hành và thức hay nhận thức cũng đều phải được minh sát cho phù hợp với chân lý như thế. Nghĩa là tất thể chúng, ngũ uẩn đều không phải là ta, là của ta, là tự ngã của ta. Đúng vậy. Đức Phật nhẹ nhẹ gật đầu. Cái mà ta tri giác, cảm biết vật này, vật kia, màu sắc ra sao, hình dáng như thế nào, hoặc khi ta tưởng tượng cái này, chuyện nọ, ở hiện tại, quá khứ hay vị lai, tất thể chúng đều đến rồi đi, theo định luật duyên khởi. Tri giác ấy quả thật không phải ta, là của ta, là tự ngã của ta. Các trạng thái tâm, tâm hành cũng tương tự như dòng sông. Chúng có được do các giọt nước kế tục trôi chảy. Tâm này diệt thì tâm kia sinh. Tham, sân, si, mạn, nghi, tật, sang, hối, hoặc niệm, bi, hỷ, tư, tuệ, thương, ghét, hổ thẹn, không hổ thẹn, lúc tốt, lúc xấu, lúc nóng, lúc mát, lúc nhẹ nhàng, cứ kế tục nhau. Chẳng có cái ta nào, cái ngã nào ở đây cả. Rồi cho chí cái biết của con mắt, lỗ tai, cái biết, cái nhận thức của ý thức, ghi nhận, kinh nghiệm, so sánh, phân biệt, lưu giữ sự việc, khái niệm, thiện hay bất thiện, chúng đến rồi đi, duyên sanh rồi diệt, quá khứ, hiện tại, vị lai, xa hay gần, cao hay thấp, hèn hay sang, thô hay tế, cõi này hay cõi kia, đều không có ngã, không có ngã sở. Vậy này chư tỳ khưu, khi mà sắc, thọ, tưởng, hành, thức ấy là không phải ta, là của ta, là tự ngã của ta, thì có hợp lý không? Đúng với sự thật không, khi chúng ta thường nói rằng thân tôi già, tôi đau nhất, tôi tri giác, tôi quyết định, tôi nhận thức. Quả thật là không có cái tôi ấy, bạch Đức Tôn Sư. Này chư tỳ khưu, sắc thọ tưởng hành thức chỉ là sắc thọ tưởng hành thức. Chúng là năm bộ phận riêng lẻ, năm dòng sông trôi chảy, kết hợp nên cái gọi là chúng sanh, một hữu tình, chẳng có cái ta nào, cái ngã nào ở đấy cả. Có phải thế chăng? Còn nữa, sắc thọ tưởng hành thức đều trôi chảy, thay đổi, biến dịch. Vậy thì chúng là thường hay vô thường? Thưa, rõ ràng là chúng vô thường. Đã là vô thường thì tất thể chúng đều là dukkha. Dukkha không chỉ là khổ theo nghĩa thông tục mà còn bao hàm tất cả khổ. Khi chúng có đó rồi không đó, bất toàn rỗng không, chẳng an lập được, không nắm bắt được mà cũng chẳng thể thủ đắc dù một sắc tướng, một bóng hình, một cảm giác, một trạng thái tâm, một ý nghĩ, một tư tưởng, một ước mơ, một mục đích, một lý tưởng. Chúng như ảo ảnh giữa sa mạc, như bọt nước, như ảo giác, như giấc mộng đêm qua, như trò huyễn thuật. Lại nữa, trên sự thiết lập định vị tạm thời giữa không gian, vì chẳng có cái ngã nào, cái tự tính, cái thực thể nào, nên gọi là vô ngã. Trong sự trôi chảy miên tồn, không gián cách của thời gian, cái gì cũng thay đổi, biến dịch, không giữ được bất di, bất động. Một trạng thái dù qua một sát na, nên gọi chúng là vô thường. Vì vô ngã, vô thường, nên chúng là dukkha. Đây là sự thật, là chân lý, khi chúng ta tu tập nội quán, để thấy rõ thực tướng của ngũ uẩn, của sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Kondana chợt hỏi, bạch Đức Thế Tôn, khi giảng chuyển pháp luân,
nói về Tứ Thánh Đế, đầu tiên là Khổ Đế, Ngài có nói đến Bát Khổ và Ngũ Thủ Uẩn Khổ, là cái bao hàm, cái rốt ráo, gói gọn nơi cái thân tâm này. Hôm nay Đức Thế Tôn cũng dẫn đến sự tu tập nội quán để thấy rõ thực tướng của ngũ uẩn ấy. Tất thảy chúng là vô ngã vô thường, nên chúng là Dukkha. Vậy thì tất cả các pháp, nội và ngoại, nhỏ như vi trần, lớn như sơn hà đại địa, chúng có nằm trong hệ luận ấy chăng? Hệ luận ấy không thiết lập, phải có ngoại trừ, giới hạn. Này Kondana, tại sao vậy? Thiên nhiên ngoại vật, sông núi, nắng mưa, ngày đêm, xuân hạ thu đông, chúng cũng không có tự tính, không có thực tính, là vô ngã tính. Chúng cũng thay đổi, cũng biến dịch, là vô thường, nhưng chúng không phải là Dukkha. Lá xanh, lá vàng, trăng mọc, trăng lặn, hoa nở, hoa tàn, khói thành mây, mây thành mưa, tất cả chúng đều vô ngã vô thường, nhưng không phải Dukkha. Vô ngã vô thường của thiên nhiên ngoại vật, của vạn hữu ấy là chân lý tất yếu. Không có nó thì một hạt vi trần cũng không tồn tại. Nhưng ở đấy Dukkha không hiện khởi. Này chư tỳ khưu, giáo pháp vô ngã tướng của Như Lai được thiết lập là để mà tu tập, để nhìn vào bên trong nội quán minh sát để chấm dứt Dukkha. Từ lâu, các tư tưởng truyền thống cũng như quan niệm của phần đông đều cho rằng có một cái ngã, một thực hữu, một tự tánh, một linh hồn ở nơi sắc, thọ, tưởng, hành thức này, nơi ngũ uẩn này. Từ nhận thức sai lầm ấy, biết bao nhiêu là đau thương, thống khổ, trầm luân, tử sinh cũng khởi từ cái ngã và ngã sở ấy cả. Này chư tỳ khưu, hãy nội quán mà xem. Một cảm thọ dễ chịu, khó chịu, một đối tượng mình thương, ghét, yêu, hận và các trạng thái thay đổi tâm lý thất thường, vô ngã tính, biến dịch ấy, vô ngã vô thường mới đưa đến Dukkha. Nguyên nhân của tất thảy Dukkha ấy là do ái, ái diệt là Niết Bàn. Tu tập theo bát chánh, nhìn thấy rõ ngũ uẩn như thực tướng thì toàn bộ Dukkha không tồn tại, gọi là Khổ Diệt Đạo Thánh Đế. Bạch Đức Thế Tôn, thấy rõ sắc như thực tướng, thọ như thực tướng, hay là thấy rõ sắc uẩn như thực tướng, thọ uẩn như thực tướng, nó giống nhau ra sao, khác nhau ra sao? Kundana hỏi. Câu hỏi này rõ thẳng vào vấn đề. Đức Phật khen ngợi, sắc như thực tướng là sắc không có uẩn, thọ như thực tướng là thọ không có uẩn. Chính uẩn là cái che lấp chất chồng lên sắc mà thành sắc uẩn. Chính uẩn là cái che lấp chất chồng lên thọ mà thành thọ uẩn. Xin Đức Thế Tôn đưa ví dụ để cho chúng đệ tử có thể lãnh hội được điểm trọng yếu này. Và bà nói, một đối tượng, một sắc tướng, ví dụ một người, khi mình thương hay ghét họ, tức là ái, thì mình đã che lấp cái thực tướng ấy rồi, tức là uẩn, đã biến thành sắc uẩn rồi. Nghe một tiếng nói, khi mình thương thì âm thanh đó hay, dễ chịu, nhưng khi mình ghét người ấy thì âm thanh kia trở nên khó chịu, bực bội. Tại sao vậy? Vì các cảm thọ ấy đã bị che lấp, tức là uẩn, do thương hay ghét, tức là ái, đã biến thành thọ uẩn rồi. Này chư tỳ khưu, chính do uẩn, do ái ấy mà sinh các khổ. Đã vậy còn chưa đủ, còn chấp rằng sắc uẩn ấy là ta, là của ta, thọ uẩn ấy là ta, là của ta. Vì chính ngũ thủ uẩn ấy là nguyên nhân bao hàm tất thể khổ mà những người tu tập nội quán, minh sát cần phải thấy rõ. Này chư tỳ khưu, với tuệ quán, tuệ minh, tuệ như thực, Như Lai đã nhìn ra chân tướng, thấy rõ ngũ uẩn ấy không phải ta, không phải của ta, chẳng phải tự ngã của ta. Nay thì các bậc thánh thinh văn, đệ tử của Như Lai cũng phải biết nhàm chán sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn. Khi nhàm chán như vậy thì tâm không còn đam mê, tham muốn, ái luyến trong ngũ uẩn ấy nữa. Và khi mà không còn dục, ái, tham thì thoát ly mọi ràng buộc, trói buộc, dính mắc. Tâm được trạm nhiên giải thoát. Khi đã giải thoát thì vị ấy biết mình đã giải thoát, dòng sinh tử chấm dứt,
đời sống phạm hạnh đã được thành tựu, mọi phận sự đã được làm xong, biết rõ từ nay không còn tái sanh luân hồi nữa. Đức Phật thuyết giáo pháp vô ngã tướng xong, năm vị tỳ khưu đồng quỳ xuống sụp lạy, vô cùng hoan hỷ. Tâm và trí họ đã trở nên sáng suốt, thanh tịnh, đã viễn ly mọi nhiễm ô, đã lìa thoát mọi chấp thủ ngũ uẩn. Họ đã đắc quả vị A-la-hán, đã giải thoát, đã thấy rõ Niết Bàn. Ngay giây phút ấy, quả địa cầu rung động và chư thiên, phạm thiên, các cõi đã tán thán ca tụng, làm chứng nhân cho rằng là đã có năm vị tỳ khưu, năm bậc thánh A-la-hán đã xuất sinh trên châu Diêm Phù Đề này, là những thánh đệ tử được xem là nền tảng vững chắc cho giáo hội đầu tiên của Đức Tôn Sư vậy. Mùa an cư đầu tiên, năm 587 trước Tây Lịch. Quá độ công tử Gia Sa cùng với bạn hữu. Mới một vài trận mưa đầu mùa mà đây đó đã trở nên lầy lội ướt át. Đức Phật bàn tính với năm vị tỳ khưu là phải sửa sang, tu bổ cốc liêu, đường kinh hành để có thể an cư ở đây khi chưa tìm ra địa điểm thích hợp hơn. Nhờ đã quen với đời sống khổ hạnh nên họ xem những công việc này chỉ như sự nghỉ ngơi, tịnh dưỡng. Họ đi kiếm cây, kiếm lá và cũng may là nhờ có bọn trẻ chăn bò vui vẻ đến giúp sức. Mấy hôm sau, các mái lá và vách lá đã được ken dày, có thể ngăn được mưa lớn và gió lớn. Ngoài ra, họ còn bện được một số tòa cụ bằng cỏ và làm thêm giường cây. Trong am lá của Đức Phật bây giờ đã khá rộng rãi, có đầy đủ giường, tòa cụ, nền đất được lót cây khá sạch sẽ. Khi đang làm thì mấy đứa trẻ mang đến những ghè đất nung đựng nước, to có, nhỏ có, đem tặng cho mấy vị sa môn. Thế là bên trái hiền trái, họ hì hục lấy đá lót nền, đặt ghè nước để làm chỗ rửa chân cho Đức Thế Tôn. Họ còn làm những đường kinh hành khá rộng rãi giữa các hàng cây. Có những tảng đá tự nhiên, chỗ này chỗ kia thì họ sửa sang quét dọn để làm chỗ hành thiền giữa trời. Tất cả trông đã có dáng vẻ tiện nghi của một khu rừng an cư lý tưởng. Khung cảnh càng có vẻ yên ổn và thanh bình hơn khi những chú nai lớn nhỏ đủ sắc màu nhẫn nhơ gặm cỏ hoặc tò mò đưa mắt tròn to nhìn những con người vô hại. Ngày tháng từ từ trôi qua, các vị tân tỳ khưu, các bậc thánh A-la-hán vẫn thay phiên nhau đi trì bình khất thực, sống chiêm nghiệm giáo pháp đã được học, đồng thời an trú lạc về thiền, lạc về quả. Vài ba hôm sau, các vị lại mang về những tấm vải tương đối còn tốt. Họ giặt phơi, kiếm rễ và củ để nhuộm trở thành màu hoại sắc. Cái nào trông có vẻ tốt nhất, họ dâng đến Đức Phật. Họ còn chịu khó cắt nhuộm những tấm vải nhỏ khác để quàng vào người, những khi không muốn tắm giữa trời mưa. Kundana nói với các bạn đồng tu: chúng ta như được thoát xác, trở thành những con người mới. Đạo lớn đã thấy rồi, việc cần làm đã làm xong rồi. Giáo pháp của Đức Thế Tôn như một mặt trời chiếu rọi vào mấy ngàn năm u tối của các giáo phái truyền thống. Mai này, một số kẻ trí trên thế gian sẽ tìm đến tu học. Đấy là sự thật, không cần phải tiên tri. Vậy thì những y cũ, bác cũ đã xả ra. Chúng ta phải giặt giũ, xông khói, nhuộm lại để dành cho bạn hữu đến sau. Thế là họ tất bật công việc khi đang còn một số ngày nắng ráo. Đức Phật dường như để dành hết thì giờ cho việc ngồi thiền và kinh hành. Tuy nhiên ít ai biết rằng Ngài thường trở lại cận định, sử dụng tâm và tứ, hướng tâm, sắp đặt lại nền tảng của giáo pháp chia làm ba thời kỳ: sơ thiện, trung thiện và hậu thiện. Sơ thiện là căn cơ ban đầu dành cho tất thảy những người đang tu tập, không kể người hay trời. Trung thiện để dành cho những căn cơ đã thấy pháp, đã nhập lưu. Và hậu thiện dành cho những vị thánh đã đắc quả A-la-hán.
Đức Phật đã dùng tuệ phương tiện để thiết lập một số bài giáo pháp thích hợp với ba giai đoạn ấy. Đối với sơ thiện thì nói về bố thí, trì giới, phước báu các cảnh trời, nuôi dưỡng đức tin và các bổn phận tại thế, các đức lý trần gian, tùy thuộc các vai trò chỗ đứng trong xã hội. Đối với trung thiện, ngoài các bài pháp nền tảng ở sơ thiện, căn cơ này còn cần phải học hỏi và tu tập về thiền định và tuệ quán để làm cho yên lặng hoặc cắt đứt thêm một số kiết sử buộc ràng. Hậu thiện là bậc vô học, không còn học cách thức để đoạn trừ phiền não nữa, nhưng họ sẽ là những cánh chim trời tự do, sau này bay lượn khắp nơi để tùy duyên quá độ chúng sanh. Vậy cái mà họ cần học là phải thuần thục, rành rẽ, cách thức đi đứng, nói năng, cách thọ dụng tứ sự, cách nói pháp, giảng đạo. Nói cách khác, hậu thiện phải thể hiện được đời sống thiểu dục, tri túc và các trí phương tiện khác. Còn có một sự thật là không phải ai cũng giảng pháp, thuyết pháp được. Và như vậy, mỗi vị vô học sẽ giáo hóa chúng sanh bằng chính đời sống giải thoát, bằng chính giới hạnh, thiền định, đức độ, tứ vô lượng tâm hoặc bằng chính cái học pháp mà họ đã thành tựu. Tuy nhiên, các cái gọi là phương tiện trí này rất nguy hiểm. Cái gì cũng phương tiện cả, và các giáo phái chủ, giáo phái sư thường vận dụng phương tiện để mưu cầu danh vọng và lợi dưỡng cho bản thân họ. Cứu cánh biện minh cho phương tiện, và do vậy các phương tiện được thực hiện khó phân biệt chính tà, thiện ác. Biên giới này rất mong manh, các đệ tử của Như Lai sau này xuống đời, Như Lai phải thiết lập tiêu chuẩn cho ranh vực này. Khi vận dụng trí phương tiện độ sinh, đó là các phương tiện phải lợi mình, lợi người. Lợi mình là làm cho mình muội lược, tham sân si, hướng đến giác ngộ, giải thoát, và lợi người cũng phải đặt mục tiêu như thế. Đức Phật còn cần phải trải qua thời gian dài nữa, dùng trí phân tích để triển khai từng điểm một, từng chữ, từng câu một từ hai bài pháp quan trọng là Chuyển Pháp Luân và Vô Ngã Tướng. Cả năm vị đạo sĩ Tân Tỳ Khưu đều là dòng dõi danh gia Bà La Môn, sở văn sở học đều vững chắc, thế mà đã phải rất nhiều ngày mới lãnh hội được giáo pháp, huống gì đại chúng có trình độ giới hạn, thấp thỏi, đôi khi lại thiểu trí, ít học hoặc chẳng có chút sở học nào. Giai cấp sát đế lỵ như vua chúa, hoàng gia, quý tộc, tướng lãnh, chiến sĩ thường có học, có trình độ kiến thức để tiếp thu, dễ giáo hóa, nhưng chiến sĩ thì cũng như người dân bình thường mà thôi. Giai cấp Bà La Môn thì bây giờ đã sa sút, ngoại trừ các giáo chủ, giáo sĩ xuất gia, các danh gia vọng tộc, các gia đình Bà La Môn làm chủ những trang trại rộng lớn, giàu có, thì con em họ được học hành chu đáo, còn đa phần giáo dân thuộc tập cấp này cũng nghèo khổ và cũng thất học. Giai cấp vệ xá gồm thương gia, các ngành nghề trong xã hội, thì bây giờ họ đã vươn lên làm chủ ngân khố, làm chủ tịch các nghiệp đoàn, làm chủ một ngành nghề. Những đại thương gia nắm quyết mạch kinh tế xã hội, họ đã nghiễm nhiên bước chân vào giới quý tộc để làm quan đại thần, cố vấn kinh tế cho các tổng các trấn và cả triều đình. Một số gia đình giàu có thuộc thành phần giai cấp này đều có thuê gia sư Bà La Môn dạy học tại tư gia, nên kiến thức sở học của con em họ cũng tương đương giới sát đế lỵ. Giới lao động thợ thuyền các ngành nghề khác thì đa phần nghèo đói và thất học. Giai cấp thủ Đà La làm các công việc lao động chân tay, vất vả, nặng nhọc thì hoàn toàn tối tăm. Còn giới chiên Đà La, nô lệ, không thuộc giai cấp nào thì ở ngoài rìa xã hội. Đời sống của họ được xem như chung thân khổ sai, làm những công việc dơ uế, rồi còn bị xã hội coi khinh, phỉ nhổ, chà đạp, còn tệ hơn súc vật. Thành phần này, mặc dù họ thua các giai cấp trên về mọi phương diện, nhưng nếu hữu duyên, có căn cơ từ kiếp trước, cũng có thể giúp một số người nào đó uống được những giọt nước trong lành của giáo pháp. Nói tóm lại, bất kể thành phần nào, nếu hữu duyên thì có thể tế độ trước,
bằng vô duyên thì không thể. Vậy cương yếu giáo pháp thì không thay đổi, nhưng tùy theo trình độ căn cơ của chúng sanh để vận dụng giáo pháp cho thích hợp. Varanasi trước đây vốn là một giang cảng, là nơi tàu thuyền buôn bán từ phía Bắc và phía Tây sông Ganga đổ vào, lại là nơi hợp lưu của hai con sông Varuna và Asi, sau trở thành tên của thành phố. Kể từ thời cổ đại, Varanasi là một thành phố kinh tế và thương mại sầm uất, thịnh vượng. Nơi đây vốn nổi tiếng các loại gỗ tốt, vải vóc phong phú, tơ lụa tinh xảo, hàng gấm dày. Dệt chen những sợi chỉ vàng, vàng thật, được giới sang trọng, giàu có trong và ngoài lục địa ưa chuộng. Khi đời sống của lớp thị dân trở nên có của ăn của để, thì nó kéo theo sự phát triển của tôn giáo, xuất hiện một số ngành nghề kỹ nghệ và những mặt hàng kinh doanh khác. Các giáo phái Bà La Môn chọn đất thịnh vượng này làm thủ phủ, thế là điện đài, đền miếu, am thất mọc lên như nấm. Các cơ sở kinh doanh liên hệ đến tôn giáo được dịp phát triển, các thợ gốm, thợ đúc đồng sản xuất các loại bình lớn nhỏ để đựng nước thiêng Soma, dùng trong các lễ thánh tẩy, rảy nước. Việc buôn bán các loại trầm hương, chiên đàn, hương nhu, hương hồi cùng một số nhiên liệu tương thích để đáp ứng cho việc tế thần lửa, thần sông, thần núi, thần gốc đa cùng mấy triệu vị thần khác đua nhau phát triển rất là thuận lợi, vui vẻ. Các lễ hiến tế súc vật, trái quả, hỏa thiêu bên bờ sông Ganga không thể thiếu hoa, và thợ làm tràng hoa bắt đầu được xem như một nghề có thu nhập cao. Những người làm củi chất đốt để hỏa thiêu lại có công ăn việc làm. Và ôi thôi, nào là các dịch vụ liên hệ đến các tế sư, tế đàn, hỏa táng, khách hành hương kéo theo xe ngựa, tàu thuyền đưa đón, các nhà nghỉ, nhà trọ, người hướng dẫn, ăn uống, có dịp đua nhau phục vụ. Có tiền, có bạc, có khách lữ hành, làm ăn lui tới, có tiểu gia, có đại gia, tức là có tủ điếm, thanh lâu, có rượu chè bài bạc, có gái làng chơi và có hưởng thụ xa hoa, trụy lạc. Bối cảnh hiện thực khái quát Varanasi là như thế. Ở đây có một đại thương gia hào phú, có lẽ ông là chủ của một nghiệp đoàn buôn bán tơ lụa, có mối giao thương rộng rãi với những đoàn lạc đà theo con đường thương mại đến tận Ai Cập, Ả Rập, Hy Lạp, các xứ Tây Vực và sang cả tận Trung Hoa. Công tử Gia Sa là con trai duy nhất của vị cự phú, được gia đình xem như ngọc như ngà, được cưng chiều từ thuở ấu thơ. Biết bao nhiêu là thầy giáo Bà La Môn làm gia sư chăm lo rèn cặp cho công tử được nên người. Công tử muốn gì được nấy. Đến tuổi trưởng thành, Gia Sa được người cha cự phú thương yêu kiến lập cho 3 tòa cung điện thích hợp với 3 mùa, tương tự Thái tử Siddhartha vậy. Ngoài người vợ chính, môn đăng hộ đối, giàu có, đẹp người, đẹp tính, Gia Sa luôn được đoanh vây quanh mình hàng chục hầu thiếp trẻ trung, sen ngó, hàng chục ca nhi mỹ nữ phục vụ giải trí, rượu trà, đàn ca hát sướng, vũ điệu nghê thường, yến tiệc linh đình. Sống đời hưởng thụ đế vương như thế, nhưng Gia Sa thường không được vui, chàng luôn ưu tư và sầu muộn. Hôm kia, nửa đêm thức giấc sau cuộc truy hoang mệt mỏi, nhìn đám hầu thiếp và vũ công ca nhi xiêm áo trễ tràng, phấn hương nhễ nhại, nằm ngủ ly bì, thở ngáy, nước dãi, trông như một đống thịt ương thật đáng ghê tởm. Sợ hãi, chán ngán và kinh tởm tột cùng, Gia Sa không kịp thay áo ngủ, chỉ xỏ vội chân vào đôi hài nhung theo chỉ vàng, mở cửa trốn đi như trốn một ám ảnh xấu xa. Một ngục tù hôi tanh, bẩn thỉu. Gia Sa bước đi như bước trong cơn mê, miệng không ngớt lẩm nhẩm: "Ôi, khốn nạn thay cho tôi, bi khổ thay cho tôi, đọa đày thay cho tôi, ghê sợ thay cho tôi, bẩn thỉu thay cho tôi." Gia Sa cứ mãi miết lẩm nhẩm và cứ bước đi không định hướng. Đêm ấy trời âm u nhưng khô ráo, sao tỏ mờ mờ, bước chân vô định của Gia Sa dẫn chàng đến Lộc Uyển khi vừa rạng sáng. Hạnh phúc và duyên lành thay cho Gia Sa, vào cuối canh ba,
tâm trạng rối ren chán chường và những bước chân lang thang của Yasa lọt vào tầm võng lưới hướng tâm của Đức Phật. Và Ngài còn thấy rõ chàng là một duyên lành không những cho bản thân mình mà còn trợ duyên cho những bước đi của giáo pháp vào buổi đầu. Đức Phật lúc ấy đang ở cuối con đường kinh hành, nghe tiếng tà thán lảm nhảm của Yasa, thấy rõ tâm lý thống khổ cùng cực của Yasa. Ngài dùng thần thông khẽ đưa âm thanh của tiếng nói xuyên thẳng vào tâm trí của Yasa như một luồng sáng giữa đêm sâu đen kịch, như một giọt nước trong veo và ngọt lành giữa sa mạc. Lại còn như lời mẹ nói với con đầy bao dung và từ ái: "Này Yasa, này con, ở nơi này không có khốn nạn, không có bi khổ, không có đọa đày, không có điều gì đáng phải ghê sợ và điều gì bẩn thỉu phải xa lánh. Này Yasa, này con, hãy đến đây và hãy ngồi xuống đây, Như Lai sẽ nói chuyện với con." Như một hồi chuông tỉnh thức, Yasa bàng hoàng như vừa rời khỏi một giấc mê dài. Ra khỏi rừng cây, xa xa thấp thoáng bóng một vị sa môn giữa sương mù. Yasa nhẹ nhẹ cởi đôi hài quăng bỏ bên vệ đường, rồi đi chân đất dè dặt lần bước tới. Đức Phật mỉm cười chỉ tay vào một tảng đá: "Hãy ngồi xuống đây, Yasa, rồi con sẽ được nếm thưởng hương vị của sự an lành thanh tịnh và những niềm vui vô nhiễm." Rồi bằng giọng phạm âm với tám tuyệt hảo, với trí tuệ phương tiện dịu dàng, phong phú, quảng bác và sâu nhiệm, Đức Phật từ từ, từng câu, từng chữ, từng ngữ nghĩa dịu dắt tâm và trí Yasa bước vào cõi pháp sáng lạng và quang vinh. Ban đầu, Ngài nói về sự nguy hiểm của đời sống trác tán. Chúng sẽ làm cho cơ thể bị hủy hoại, sinh lực tiêu mòn và tâm trí theo đó cũng trở nên đần độn, mất dần sự nhạy bén, linh hoạt. Đắm mình trong đời sống dục lạc chỉ đem đến sự nhàm chán, ghê tởm. Nhưng may mắn cho ai đã thoát ra khỏi vũng lầy dơ uế ấy. Bản chất của đời sống là dukkha. Nó có hai mặt, khổ đau và lạc thú, xấu và tốt, nước mắt và nụ cười. Nhưng chúng thường lẫn trong nhau, ở trong nhau, hòa tan trong nhau và đôi khi là hai phạm trù đối lập. Nếu ta nỗ lực săn tìm lạc thú qua mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý thì ta sẽ đối diện với đau khổ trùng trùng. Có một đôi mắt xanh trong suốt, nó nhìn ngắm mọi sự vật vượt xa và vượt trên khổ lạc hai mặt của bản chất đời sống ấy. Nó thanh bình và vô nhiễm. Hãy để tâm và trí tỉnh thức để giao đối, tiếp xúc với vạn hữu thì thực tại mới mẻ màu nhiệm ấy hiện ra. Và rồi hãy nhìn xem trời đất, sương mù, sông núi, cỏ cây, tất cả đều an bình và vô sự. Tất cả chúng đều trọn vẹn như chúng đang là. Chim ca, hoa nở, lá vàng, lá xanh, trăng mọc, trăng lặn đều tuyệt bích và đại toàn. Khi tâm hồn ta u ám và buồn chán thì mọi sự vật đều u ám và buồn chán. Khi tâm hồn ta trong lành và vui vẻ thì mọi sự vật đều trong lành và vui vẻ. Tâm và cảnh ấy tương duyên, tương tác. Tùy thuộc cách nhìn mà thực tại như thị sẽ biến thành mặt này hay mặt kia. Đừng chìm đắm hoặc chán nản ở bên này mà cũng đừng thao thức mơ ước phía bên kia. Bên nào cũng là sự thay đổi, biến dịch, hóa trang của dukkha cả. Là kẻ trí, là bậc thức giả thì phải đứng trên đỉnh cao, ngàn tầm cây thốt nốt, bước ra khỏi sự cương tỏa bích bùng mê hồn trận của võng lưới Maya ấy. Khi sống trong thế giới tương quan, đi bằng đôi chân đất hữu hạn của mình, bao giờ sự duyên sanh khổ lạc vẫn là điều tất yếu. Rồi khổ đến, ta bị khổ cuốn đi, lạc đến, ta bị lạc cuốn đi. Và đấy là tử sanh, là ma vương, là sầu bi ưu não. Như Lai có một tấm bản đồ, có một con đường để thoát ra khỏi mê hồn trận ấy, ra khỏi lưới Maya ấy, ra khỏi nơi thống khổ điêu linh ấy. Này con, này Yasa, con có muốn nghe không? Là bậc trí, nghe xong tức khắc hiểu, Yasa tin chắc là có con đường ấy, bèn quỳ xuống, vui mừng, rưng rưng, sụp lạy.
chàng ôm bàn chân bụi của Đức Thế Tôn, cất lời khẩn thiết muốn nghe con đường bất tử. Lúc ấy trời lắc rắc mưa, Đức Phật dẫn Gia Sa đi về hương thất của Ngài. Cả năm vị thánh tỳ khưu hay chuyện cũng đến hầu xung quanh và để nghe pháp. Đức Phật thấy tâm hồn của Gia Sa đã ổn định, nên Ngài từ từ ân cần, từng bước một sử dụng phương tiện thuận thứ. Giảng nói về bố thí, trì giới là lộ trình sơ tu cho những cư sĩ tại gia để thoát ly bốn cảnh giới bất hạnh. Hôm nay có thêm một vị khách nên bốn vị thánh tăng đúng lúc đảnh lễ Đức Phật rời hương phòng lên đường trì bình khất thực. Đức Phật lại giảng tiếp về thời pháp. Khi biết tâm và trí của Gia Sa đã sẵn sàng, Đức Phật nói tóm tắt tứ diệu đế, chỉ nhấn mạnh đạo đế, con đường thoát ly mọi khổ ách. Thế là như hàng triệu đêm hư vô tâm tối được vén mở, Gia Sa dường như thật sự được mở mắt. Một bầu trời quang rạng tinh khôi trong lành chợt được trải rộng ra từ sau cánh cửa vô minh. Trong đống bùn dơ uế, hôi hám và bẩn chật của cõi đời tục lụy, đang từ từ khiêm tốn, e ấp nở ra một đóa sen vô nhiễm. Gia Sa đã đắc pháp nhãn, đã có lòng tịnh tín, bất động với con đường, đã xuôi dòng chảy thanh bình an lạc. Vừa tri ân vừa xúc động, Gia Sa quỳ mọp ôm bàn chân của Đức Phật, nghẹn ngào không nói nên lời. Trưa đến, bốn vị thánh đi bát về, lựa chọn những vật thực ngon nhất họ mang đến dâng cúng cho Đức Thế Tôn. Sau khi giữ lại phần mình, họ cũng trân trọng dâng cúng cho vị trưởng lão tôn kính Ngài Khandana và một phần phải lẻ cho ông công tử giàu sang quý phái. Gia Sa cảm động quá, đồng thời có một niềm vui mới mẻ tràn ngập tâm hồn, làm cho chàng chỉ biết trào nước mắt. Lạ lùng quá là những thức ăn này, đây là thức ăn của các bậc thánh nhân, thức ăn có được bởi những gót chân trần vô nhiễm, bởi sự tinh lọc của những tháng năm dài tu tập đã ưu ái chia sẻ cho, nên chàng thọ dụng rất cẩn trọng. Mấy mươi năm sống trong giàu sang nhung lụa, mọi thức ăn thức uống cầu kỳ quý hiếm trên rừng dưới biển đầy đủ dưỡng chất và mỹ vị, không có gì Gia Sa chưa từng thọ dụng. Thế nhưng chàng đã chán ngán chúng. Còn ở đây, chỉ với những thức ăn tầm thường này mà sao nó ngon thế? Và khi nhìn Đức Phật và các vị sa môn ngồi kiết già với bình bát trước mặt, đầu hơi cúi xuống, mấy ngón tay của bàn tay phải vo tròn thức ăn cẩn trọng, nhịp nhàng, uyển chuyển như những ngón tay của nhạc công nắng vuốt điêu luyện trên những sợi dây đàn, chẳng có động tác nào là thiếu, thừa, chẳng có cử chỉ nào là không giác niệm. Gia Sa mới hiểu biết và cảm nhận được thêm rằng giáo pháp và con người là một, Đức Phật và các vị thánh sa môn này đã thể hiện được lý tưởng rốt ráo của Vệ Đà, là điều mà chưa vị thánh Bà La Môn nào làm được, hòa đồng tiểu ngã vào đại ngã. Tuy nhiên, đại ngã ở đây không phải là vũ trụ nhất thể siêu hình, không phải là thượng đế hữu ngã toàn năng, không phải là năng lực huyền bí siêu linh, mà nó hiện thực, cụ thể và có sự sống nhân văn hơn thế. Ở nơi các ngài hiểu và thấy, trí và giác, tri và hành, thân và tâm đều được thắp sáng trong một niệm hiện tiền tỉnh thức, viên dung và nhất thế. Là một thanh niên có sở học vững chắc, Gia Sa chỉ nhìn ngắm, tư duy là có thể hiểu thêm, thấy thêm một tầng nữa của giáo pháp, cái tiềm ẩn bên trong mà hiển bật ra bên ngoài. Trong lúc ấy, tại tòa trang viện giàu sang bậc nhất ở thành phố Varanasi, cha mẹ Gia Sa hốt hoảng khi thấy Gia Sa mất tích. Bà mẹ là người phát hiện đầu tiên khi lên lầu thăm con trai. Bà đau khổ tột cùng, đầu bù tóc rối, hớt hải chạy tới chạy lui, nước mắt nước mũi dầm về. Người cha hay tin cũng bàng hoàng cả người, nhưng ông đã sớm tỉnh táo suy nghĩ rằng mỹ nữ, tiệc tùng, tửu sắc, ca vũ đối với con trai ta từ lâu dường như nó nhàm chán rồi. Ta thấy trong đôi mắt nó là sự mệt mỏi lờ đờ, ta không thấy nó có được một nụ cười thật sự vui vẻ.
Nó hay thở dài, dáng đi của nó không còn nhanh nhẹn, toát ra cái sức sống thanh xuân nữa, và nó cũng hay nhìn ra xa đâu đó ở cuối chân trời. Ông bảo với gia nhân, hàng chục người đang chầu chực xung quanh đợi ông sai bảo: các ngươi hãy tản mát ra xa thành phố, đi tìm kiếm trong các khu rừng ở ngoại ô. Chắc chắn công tử của các ngươi đang lang thang đâu đó, giữa núi đồi, giữa thiên nhiên tịch lặng. Nói xong, các gia nhân lên những con ngựa khỏe lao vụt đi, và chính ông cũng tất tả lên đường. Do linh tính mách bảo, ông leo xe hai ngựa tiến lần về phía Isipatana. Tại chỗ ngựa không còn đi được, ông đi bộ lần theo con đường mòn để đến Lộc Uyển. Cá trưa, người quản gia lanh lẹn phi ngựa ngược chiều, trên tay cầm đôi hài nhung thêu chỉ vàng. Là đôi hài của công tử, thưa chủ, con đã tìm thấy trong rừng tu của các sa môn khổ hạnh. Người quản gia dẫn đường. Buổi trưa, khu rừng tĩnh lặng, chỉ nghe tiếng lá xào xạc, mấy chú nai hồn nhiên gặm cỏ, thỉnh thoảng rơi xuống vài tràng chim hót líu lo. Ông trưởng giả cảm nghe tâm hồn mình yên ổn trở lại. Theo con đường mòn, họ lần đến chiếc cốc lá có vẻ lớn rộng nhất, nằm giữa hai cội cây Asata cổ thụ, tàn lá xanh mát mẻ. Đức Phật đã đứng bên cửa, thân phụ Gia Sa cúi chào ngài, đưa đôi hài ra và thăm hỏi tin tức về con trai của mình. Đức Phật đã biết chuyện này và ngài đang có ý chờ đợi. Gia Sa đang ngồi bên cạnh, nhưng Đức Phật đã sử dụng thần thông che giấu đi, rồi nói rằng: hãy bình tĩnh và hãy ngồi xuống đây, ông trưởng giả, rồi ông sẽ tìm thấy con trai yêu quý của mình. Xiết đổi vui mừng, ông trưởng giả cung kính chắp tay xá chào rồi lặng lẽ ngồi xuống. Đức Phật bắt đầu vào chuyện. Ngài nói rằng không ai là không đau khổ, không ai là không sầu muộn. Ông trưởng giả giàu sang tột đỉnh, ngồi trên đống châu ngọc bạc vàng của cải tài sản, nhưng dễ gì có được giây phút thanh bình hạnh phúc, có phải thế không? Đêm ngày, ông sống trong lo sợ bị mất cắp, lo sợ nạn nước lửa, lo sợ kẻ phản bội, lo sợ và nghi kỵ cả kẻ ăn người ở, lo sợ thuế má và các tâm lý thất thường của vua quan. Không biết họ sẽ bị vu oan, vu cáo, vu chụp và tịch thu gia sản lúc nào. Bây giờ, đứa con trai duy nhất được thương yêu cưng chiều như trứng để đầu đẳng lại làm cho ông hụt hẫng sầu muộn, là tại vì sao? Nguyên nhân bởi đâu, ông trưởng giả? Đức Phật như một vầng trăng sáng từ từ nói, và ông trưởng giả chăm chú lắng nghe. Thỉnh thoảng ông lại ngước nhìn Đức Phật. Ồ, vị này không phải là người đâu, lại càng không phải những du sĩ lang thang khất thực nhàn nhãn trong thành phố. Từ cách phục sức, y áo, râu tóc đến cung cách, cử chỉ, ngôn ngữ đều toát ra cái thanh sáng cao đẹp và an bình một cách lạ lùng. Lại nữa, ông ta như nhìn xuyên thấu, thấy rõ cả những tâm sự, ý niệm lao sao của ta nữa. Ồ, ông ta đã nói đúng làm sao? Ta không có hạnh phúc, ấy là điều chắc thật. Nhưng ngay chính cả vợ con, ta cũng không dám nói ra điều ấy. Ta đối diện với cô đơn và hư vô của chính mình. Đức Phật đọc được ý nghĩ của ông trưởng giả, nên ngài từ từ khai mở, khởi từ những dukkha hiện tại. Đức Phật giảng nói đến con đường khả dĩ được thanh bình và an lạc hơn. Cái gì tạo nên những trạng thái tâm lý thanh lương, nhẹ nhàng và mát mẻ? Thế là Đức Phật chỉ nói sơ một chút về khổ đế, sau đó giảng thêm những pháp thuận thứ, nhưng đã triển khai cách khác hợp với căn cơ, trình độ và hoàn cảnh cụ thể của ông trưởng giả hơn. Nghe xong thời pháp, nhờ có trí, ông trưởng giả đắc quả Tu Đà Hoàng, pháp nhãn. Ông sung sướng quá, lần đầu tiên trong đời, ông cảm nghiệm sâu sắc về sự biến chuyển lạ lùng của con người ông, từ cách nhìn về bản thân và cuộc đời, cho đến các quan niệm vui khổ giữa thế gian. Quả thật, ông đã được chuyển hóa.
ý nghĩa về thời pháp của Đức Thế Tôn như cơn mưa rào mát mẻ đã xối sạch một phần đau khổ và phiền muộn ở trong ông. Như Lai là người tỉnh thức, là người giác ngộ. Đức Phật chậm rãi nói, là người mà không phải người, cũng chẳng phải thuộc nhóm những du sĩ lang thang ta bà khắp thành phố quê hương của ông. Giáo pháp mà Như Lai giảng nói không ở trong truyền thống tôn giáo quen thuộc, là con đường mà Như Lai đã tự tìm ra. Như Lai đã giải thoát tất thảy mọi phiền não, đã thông tỏ thấu suốt tất thảy mọi tâm, mọi cảnh, mọi nhân, mọi quả, mọi tánh, mọi tướng, mọi duyên, mọi báo của tất thảy chúng sanh trong ba cõi sáu đường. Như Lai là Phật, phải hiểu đúng như thế. Ông trưởng giả lạnh người khi thấy Đức Phật đọc được tâm ý của mình, bèn tỏ ra quy thuận. Bạch Đức Tôn Sư, nhờ hồng ân của Ngài cùng với thời pháp vi diệu, con đã rất mát mẻ tâm hồn và đã thấy đường để đi. Ngài đã dựng lại ngay ngắn các đồ vật đã bị lật đổ. Ngài đã chỉ rõ cho con thấy những cái gì đã bị giấu kín. Ngài đã chỉ lối đưa đường cho những người lạc bước. Ngài đã cầm ngọn đèn rọi sáng trong đêm tối để cho ai có mắt có thể trông thấy. Xin cho con được nương tựa nơi Đức Thế Tôn và nương tựa nơi giáo pháp ấy. Còn nữa, này ông trưởng giả, Đức Phật nói, ông phải còn cần nương tựa nơi tăng đoàn thánh hạnh của Như Lai nữa. Cả năm vị thánh A-la-hán không biết từ đâu đã ngồi oai nghi, trang nghiêm, thanh tịnh xung quanh Đức Phật. Sợ hãi quá, ông quỳ xuống sụp lạy. Đức Phật bèn hướng dẫn cho ông trưởng giả cách đọc quy y, và ông đã trở thành vị thiện nam thứ ba và là cận sự nam đầu tiên quy y Tam Bảo trong giáo hội của Đức Tôn Sư. Hai vị thương gia Miến Điện là hai vị cư sĩ đầu tiên quy y Nhị Bảo. Bây giờ, ông trưởng giả mới sực nhớ là ông đến đây để tìm tông tích của người con trai. Đức Phật biết điều ấy, Ngài thâu lại thần thông, thì công tử Gia Sa đang ngồi bên cạnh. Gặp lại con, ông mừng mừng, tủi tủi. Mà sao lạ, tâm hồn ông đã thay đổi, và nhìn nét mặt an lành thanh thản của Gia Sa, ông chợt hiểu là con trai ông còn thay đổi sâu sắc hơn cả ông. Và chỉ có Đức Phật và chư vị Thánh Tăng mới biết rõ là vị công tử kia đã đắc quả A-la-hán sau khi nghe thời pháp mà Đức Phật giảng nói cặn kẽ cho ông trưởng giả. Này con, ông trưởng giả nói, mẹ con đang đau khổ lắm, con hãy trở về để cho mẹ con đời sống. Gia Sa chợt đưa mắt nhìn Đức Phật, hiểu ý Gia Sa muốn xuất gia nên Ngài đỡ lời. Này ông trưởng giả, ông là người đã thấy pháp, đã quy y Tam Bảo, đã trở thành một cận sự nam. Bây giờ ông hãy suy nghĩ đi. Gia Sa, con trai ông, bây giờ đã là một vị thánh, một bậc A-la-hán, một người đã vĩnh viễn cắt lìa mọi ô nhiễm, phiền não, sống đời giải thoát, viễn ly các dục, các hữu. Một con người như vậy thì có thể nào trở lại với đời sống đoanh vây bởi dục lạc của trần thế? Như một con chim đã sổ lồng, có khi nào nó muốn chui trở lại vào trong cái lồng? Như kẻ đã ra khỏi tù, có bao giờ muốn trở lại chốn lao tù? Như con thú đã vùng vẫy ra khỏi cái bẫy của người thợ săn, lại muốn trở lại nằm trong cái bẫy? Hãy trả lời đi, và Gia Sa sẽ vâng theo tri kiến và chủ ý của ông. Đưa mắt lặng lẽ nhìn Đức Phật, năm vị Thánh Tăng và Gia Sa nữa, ông trưởng giả cảm nhận được cả một không gian an bình, thanh tịnh và siêu thoát. Lại nữa, giáo pháp ông vừa được thọ hưởng mà dư vị của nó còn tràn đầy thấm đẫm tâm và trí. Ông hiểu rất sâu sắc rằng là Gia Sa đã chọn lựa đúng, bèn cúi gập đầu xuống. Bạch Đức Thế Tôn, con trai của đệ tử đã bước vào đạo lộ trong sạch rồi, không thể nào thích thú trở lại trong vũng bùn dơ uế này nữa. Đệ tử đã thấy, vậy thì ngay ngày mai, xin cùng thỉnh Đức Thế Tôn có Chư Tăng và Gia Sa theo hầu đến nhà đệ tử
để cho đệ tử có dịp đặt bát cúng dường buổi ngọ trai. Đức Phật nhận lời trong im lặng, đám gia nhân của ông trưởng giả ngồi đứng lố nhố dày đặc bên ngoài. Họ dìu ông trưởng giả có vẻ không còn sầu muộn nữa trở về nhà, còn Yasa thì ở lại với nhóm sa môn khổ hạnh. Họ không hiểu tại sao, nhưng không dám hỏi. Đợi mọi người đi khuất, Yasa quỳ năm vóc sát đất dưới chân Đức Phật. Bạch Đức Thế Tôn, hãy cho con được sống trong tăng đoàn thánh hạnh. Ngồi lại trong tư thế kiết già, Đức Phật chứng minh rằng là Yasa đã là vị tỳ khưu, rồi ân cần nhắc nhở rằng: bây giờ con hãy sống đời phạm hạnh thiêng liêng trong sạch, vì hạnh phúc cho chư thiên và loài người. Quay sang Kondana, Đức Phật nói: phẩm mạo, tăng tướng, y bát, cách mặc y mang bát, tứ oai nghi, cách trì bình khất thực của Yasa bây giờ là phần việc của ông, do ông và huynh đệ sắp đặt hướng dẫn. Thế rồi sáng hôm sau, sáu vị tỳ khưu thánh tăng A-la-hán tháp tùng Đức Phật thông dong nhàn nhã đi đến Varanasi, vào trang viện gia đình của Yasa tại trung tâm thành phố. Tướng mạo, phong cách của Đức Phật cùng sáu vị thánh tăng, Yasa theo sau đều thuộc thành phần trí thức, tóc râu sạch sẽ, y áo tươm tất, lại còn được thu thúc thanh tịnh trang nghiêm nữa, là hình ảnh mới lạ lần đầu tiên tại thủ phủ của tôn giáo Bà La Môn này. Người ta không ngớt xôn xao bàn tán, người ta tụ họp từng nhóm nhỏ, lặng lẽ nhìn, tò mò hoặc đưa tay chỉ rõ. Có lẽ là họ phát hiện Yasa, vị công tử giàu sang, con nhà cự phú nổi tiếng ăn chơi, cũng ở trong đoàn sa môn. Những tấm thảm nhung đỏ được trải từ ngoài cửa, có nước rửa chân, gia nhân đứng hầu ăn mặc đồng phục màu mè như lễ hội. Vào nhà, chỗ ngồi đâu đó được thu xếp chu đáo, cẩn trọng, sang trọng. Cha mẹ của Yasa và bà vợ chính của Yasa đích thân quỳ lạy nghênh tiếp, sắp đặt hầu soạn lễ phẩm thực phẩm. Thỉnh thoảng họ lại ngừng tay chăm chú nhìn Yasa với tình cảm buồn vui xen trộn phức tạp. Nước rửa tay đựng trong những chiếc bình bằng vàng, khăn lau tay là gấm lụa thượng hạng, tẩm hương chiên đàn, thực phẩm cứng mềm, thượng vị công phu và cầu kỳ. Họ dâng vào bát cho Đức Phật và chư vị tỳ khưu, các ngài thọ dụng trong lặng lẽ. Quán cơ duyên, thời pháp sau đó của Đức Phật cũng đưa hai vị phu nhân vào quả vị nhập lưu, tịnh tính bất động tâm, nên việc xuất gia của công tử Yasa lại trở thành hỷ sự trong gia đình, và hai bà cũng xin được quy y Tam Bảo, trở thành hai cận sự nữ đầu tiên trong giáo hội của Đức Phật. Ít hôm sau, sự kiện Yasa xuất gia đi theo đoàn sa môn một tôn giáo lạ, có một vị Phật vừa mới ra đời, xuất thân là một thái tử, tạo nên một chấn động lớn, làm cho cả thành phố Varanasi xôn xao. Dư luận bàn tán sâu rộng nhất là trong thành phần trí thức. Một thanh niên có một gia sản cự phú, sống trong giàu sang nhung lụa, có cả ba tòa biệt điện, kẻ hầu người hạ, hưởng thọ dục lạc như một tiểu vương, thế mà phất tay bỏ đi, sống đời không cửa không nhà. Giáo lý ấy chắc hẳn có một sức thu hút mãnh liệt, giáo lý ấy chắc hẳn có một tư tưởng phi thường, giáo lý ấy ở trong truyền thống hay ở ngoài truyền thống. Những nghi vấn ấy tạo nên sự tò mò, cuốn hút bốn vị công tử, các gia đình thương gia danh giá giàu sang khác, đó là Vimala, Subahu, Punachi và Gavampati, là bạn thân của Yasa, tìm đến Lộc Uyển để hỏi đạo. Rồi sau thời pháp vi diệu, cả bốn công tử đều đắc quả A-la-hán, thọ giới tỳ khưu, theo chân đoàn sa môn khất sĩ, không trở về thăm gia đình nữa. Chưa hết, 50 thân hữu khác của năm vị đều là thành phần ưu tú, trí thức ở rải rác trong thành phố và các vùng phụ cận. Nghe tin lạ lùng, kẻ sau người trước tìm đến, rồi họ cũng đắc quả A-la-hán, trở thành tỳ khưu, chẳng màng đời sống ngũ dục, gia đình và sự nghiệp thế gian.